Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin kết nối Việt Trung của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đang được phát sóng trên kênh truyền hình VTC10, chương trình do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất. Tôi là Huệ Chi, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày 11 tháng 12 năm 2023. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2023 ước đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tôm khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam ước đạt khoảng trên 5% dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra khoảng 6,5%, nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3,4%, tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế trong lúc khó khăn. Việt Nam trở thành nước cung cấp tôm lớn thứ hai trên thế giới, xuất khẩu tới khoảng 100 quốc gia. Riêng tỉnh Cà Mau đã đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu tôm, chiếm 28% cả nước và duy trì ở mức 1 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm gần đây theo thông báo giảm lệ phí visa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 8 tháng 12. Ngoài áp dụng cho khách du lịch Việt Nam, Trung Quốc còn áp dụng cho cả các nước Thái Lan, Nhật Bản, Philippines. Mức giá làm visa du lịch cho công dân Việt Nam vào Trung Quốc sẽ dao động ở mức 45 đô la Mỹ. Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp được chính phủ Trung Quốc tiến hành gần đây nhằm thúc đẩy ngành du lịch nội địa, khai thác nguồn khách du lịch nước ngoài và doanh nhân đến thăm. Trước đó, vào ngày 5 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực nhằm tạo ra nhiều hơn nữa các điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho việc du lịch xuyên biên giới. Hội nghị hoạt hình Trung Quốc năm 2023 kỷ niệm 40 năm phát triển của phim hoạt hình truyền hình Trung Quốc đã khép lại thành công tốt đẹp tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, sự kiện kéo dài 3 ngày quy tụ khoảng 300 khách mời đến từ công ty hoạt hình hàng đầu Trung Quốc và quốc tế. Sự kiện năm nay bao gồm một lễ vinh danh 40 năm phát triển của phim hoạt hình truyền hình Trung Quốc. Với màn trình diễn tôn vinh những thành tựu hiện đại và những phản ánh lịch sử, đại diện hiệp hội hoạt hình Trung Quốc cho rằng lĩnh vực hoạt hình Trung Quốc nên hướng tới những mục tiêu lớn hơn và quan trọng nhất là giải quyết các mối quan tâm của xã hội, trong đó có ba mục tiêu chính bao gồm tính sáng tạo của các tác phẩm chất lượng cao, khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng quốc tế. Trong vòng 5 năm trở lại đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Trung Quốc tăng mạnh, hiện nằm trong nhóm đầu 5 nền kinh tế có vốn đầu tư vào Việt Nam. Nước này cũng đang dẫn đầu một dự án mới đăng ký vào Việt Nam trong năm 2023. Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, vốn FDI từ Trung Quốc đại lục lên 3,06 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cả năm 2022 và vượt Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì vậy, xét theo giá trị đầu tư từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, sau Singapore là 3,31 tỷ đô la Mỹ và Hồng Kông là 3,15 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí nếu xét về số lượng dự án mới thì Trung Quốc đang dẫn đầu, chiếm hơn 22% tổng số dự án FDI cấp mới tại Việt Nam trong 11 tháng. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 12 tại Hà Nội, lễ ra mắt chính thức bản tin kết nối Việt Trung đã được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, lãnh đạo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và đoàn đại biểu Đài Phát Thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG do ông An Hiểu Vũ, Phó Tổng Biên tập Thường trực CGTN, chủ nhiệm Trung tâm Á Phi Đài CMG làm trưởng đoàn. Đây được coi là dấu ấn quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa đài VTC và đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, góp phần tăng cường sự hợp tác và mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp ra mắt bản tin kết nối Việt Trung, ông Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có thư chúc mừng gửi tới hai đài và tập thể những người tham gia xây dựng chương trình ông Thân Hải Hùng, Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng có bài phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị. Sự kiện ra mắt bản tin kết nối Việt Trung triển khai phát sóng thể hiện nỗ lực rất lớn của hai đơn vị là kênh thông tin hữu ích, cầu nối hữu nghị, làm sâu sắc mối quan hệ láng giềng bền vững Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được diễn ra trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc Diễn ra vào đúng thời điểm, hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước từ sau chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kết nối Việt Trung ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!